Buôn A Cô Đờ Ông hay còn được những người du lịch biết đến với tên gọi là Buôn Cô Thôn của bản làng Marin. Đây là một buôn làng của người dân tộc Ê Đê, nằm cách trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột khoảng chừng hơn 2 km về hướng Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Cái tên A Cô Đờ Ông có ý nghĩa gì? Chắc hẳn bất cứ ai đã từng đặt chân ghé đến thăm thành phố Buôn Mê Thuột chắc chắn đều không thể quên được cảnh sắc tuyệt vời ở đây. Đó là những vùng cao nguyên lộng gió với những rừng cây cao su bạt ngàn rộng lớn, những đồi cà phê lớn nhỏ xanh mướt và những con người thân thiện, mến khách, tạo ra một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ, làm say lòng, ấm lòng những người du khách tới đây.